Chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay với chủ đề Hành trình vì ngày mai tươi sáng. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cảm ơn Ban chỉ đạo Nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Công ty Cổ phần Quốc tế IMC Việt Nam, kênh truyền hình Quốc hội và Quốc phòng Việt Nam đã phối hợp thực hiện chương trình hôm nay.